Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 28 tháng 11 năm 2022. Trước khi đến với những nội dung chi tiết xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày, đặc biệt là những câu chuyện hot trên thị trường chuyển nhượng và việc hội quân của đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh và Thanh Bình khiến thầy Park bớt đau đầu, tuyển Việt Nam rèn đấu Pháp. Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2022, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ 5 cho đợt hội quân chuẩn bị hướng đến AFF Cup 2022. Huấn luyện viên Park chỉ đạo khoảng gần 30 phút rồi di chuyển sang sân hàng đẫy dự khán trận chung kết cúp quốc gia. Sau ít ngày rèn thể lực để cao thủ lấy lại sức khỏe sau một mùa giải đầy căng thẳng của V-League, tuyển Việt Nam đã chính thức bước vào tập chiến thuật dù vẫn thiếu nhân sự do nhiều tuyển thủ đã khóa câu lạc bộ Hà Nội lẫn cả câu lạc bộ Tottenham Bình Định đang bận thi đấu trận chung kết cúp quốc gia. Ở buổi tập này thì trung phong Tiến Linh và trung vệ trẻ Thanh Bình đã hoàn thành giai đoạn tập các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Cho Du Giang. Tiến Linh bị tái phát chấn thương sát ngày lên tuyển, còn Thanh Bình không may bị ngã xe cách đây ít ngày, nhưng rất may là những sự cố này không quá nghiêm trọng. Hai cầu thủ trên đã có thể tham gia tập luyện chung cùng toàn đội. Tiền vệ Hoàng Đức sau khi trở về chịu tang ông ngoại cũng đã trở lại đội tuyển để tiếp tục guồng quay tập luyện. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Trương Ngọc Quang cho biết: "Lần tập chuyên này rất quan trọng với cá nhân tôi vì đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho một giải đấu chính thức. Được triệu tập vào đội tuyển, tôi cảm thấy rất vui mừng vì mình đã có thành tích gì đó nên mới được thầy gọi lên. Tôi cảm thấy rất tự tin và sẽ cố gắng để thể hiện tốt nhất." Ngày 30 tháng 11 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp thử lửa với câu lạc bộ nổi tiếng của nước Đức Borussia Dortmund. Trương Ngọc Quang hy vọng sẽ được ra sân và thể hiện khả năng của bản thân. "Tôi rất thích Marco Roy vì anh ấy cũng đá tiền vệ và tôi cũng thích đá vị trí như thế. Ngoài sự kỳ vọng sẽ được ra sân, tôi cũng rất mong có được sự thể hiện tốt và cùng các đồng đội có được kết quả tốt. Một lối chơi đẹp dành tặng cho người hâm mộ." Văn Hậu rực sáng, câu lạc bộ Hà Nội vô địch cúp quốc gia 2022. Thưa quý vị và các bạn, bước vào trận chung kết cúp quốc gia với đối thủ không hề dễ chơi Bình Định, Hà Nội đã lựa chọn chơi phòng ngự phản công trong lúc Bình Định muốn áp đảo vào lối chơi tấn công rực lửa. Dễ hiểu cho sự tự tin của đội khách khi thầy trò ông Nguyễn Đức Thắng đã từng thắng đối thủ 3-0 ngay tại hàng đẫy cho trận đấu thuộc V-League 2022, và bản thân huấn luyện viên Đức Thắng cũng rất hiểu nhiều cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Bình Định đã đúng khi lựa chọn lối đá ấy, bằng chứng là thế trận chủ động đã giúp cho đội khách tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, điều duy nhất mà đội bóng đất võ không làm được lại là đưa bóng vào lưới, dù đã tạo ra cơ hội không phải là ít. Phút thứ 14, Hendriu chuyền bóng để Rafferson băng từ tuyến 2 tung ra cú dứt điểm, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 4 phút sau, vẫn là Rafferson sút bóng đi chệch cột dọc, và đến phút thứ 25, Xuân Nam chuyền bóng từ cánh phải, Rafferson chạy cắt màn cao vệ Hà Nội, đánh đầu nhưng trái bóng một lần nữa tiếp tục chệch cột dọc. Sau khi Rafferson bỏ lỡ đến 3 tình huống ăn bàn rõ rệt, đến lượt Văn Thuận không may khi cú sút xa rất mạnh của tiền vệ này lên bóng trúng người thành trung, đổi hướng đi chệch khung thành của Hà Nội trong gang tấc. Chơi lép vế hơn nên Hà Nội không tạo ra được nhiều pha sóng gió về phía khung thành của đối thủ. Có chăng Xuân Tú có vài lần áp sát khu vực 16m50 và tung ra cú dứt điểm nhưng chưa được sự hiệu quả. Tạo được hàng loạt những cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khiến đội khách phải trả giá ngay đầu hiệp 2. Không phải từ một tình huống phối hợp bài bản, pha dẫn điểm của Hà Nội đến từ tình huống xử lý cá nhân, xuất thần và thăng hoa của Văn Hậu. Có bóng bên phía cánh trái trong một tình huống không bị ai kèm, Văn Hậu bất ngờ tung ra cú dứt điểm chéo góc từ xa, đưa bóng vào góc xa, hạ gục thủ môn Đặng Văn Lâm. Bàn thua bất ngờ đã khiến Bình Định ít nhiều mất phương hướng, các pha tổ chức tấn công không còn sắc sảo như trước đó. Đó là lý do dù cầm được bóng nhiều hơn so với đội chủ nhà, nhưng các tình huống ăn bàn không rõ ràng giống như hiệp 1. Trong lúc đó thì Hà Nội chơi chắc chắn, kín kẽ, hợp lý nên không chỉ bảo vệ khung thành mà còn có được bàn thắng ở phút 82. Nhận thấy thủ thành Văn Lâm dâng lên rất cao, Trương Văn Thái Quý đã tung ra cú sút khoảng 80m, đưa bóng đi thẳng vào lưới, ấn định tỷ số 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Giành thắng chung cuộc với tỷ số này, Hà Nội đã giành chức vô địch cúp quốc gia 2022. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng này đoạt được cúp quốc gia vào các năm 2019, 2020 và 2022, bởi cúp quốc gia 2021 bị hủy. Văn Hậu đã nói gì sau khi lập siêu phẩm giúp Hà Nội vô địch cúp quốc gia? Nói về pha ghi bàn đẳng cấp vào lưới của Văn Lâm, Văn Hậu cho biết: "Việc xem World Cup giúp tôi học hỏi và trau dồi nhiều về mặt chuyên môn. Tôi muốn học hỏi người ta, cố gắng tập luyện để hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày. Hôm nay tôi nghĩ mình đã có bàn thắng rất may mắn." Dù đã có trận đấu tương đối ấn tượng nhưng cầu thủ sinh năm 1999 vẫn tỏ rõ sự khiêm tốn khi nói về màn thể hiện của bản thân: "Từ trước đến giờ thì tôi chưa nghĩ mình có một đẳng cấp nào nhất định. Tôi nghĩ bản thân cần phải tích lũy, cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển." Hà Nội FC đã khép lại mùa giải ấn tượng khi hoàn tất cúp ăn hai. Văn Hậu cho rằng đây là thành quả xứng đáng dành cho đội bóng thủ đô. "Rất lâu rồi câu lạc bộ Hà Nội mới giành được cúp danh hiệu. Đây là thành quả xứng đáng cho toàn thể tập thể đội bóng. Chúng tôi đã cố gắng hết mình qua từng buổi tập, qua từng trận đấu mới có được thành quả như thế này." Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng câu lạc bộ thì Văn Hậu sẽ lên hội quân của đội tuyển quốc gia để hướng tới AFF Cup 2022. Anh cho biết sẽ nỗ lực tập luyện để giành suất đá chính và cùng đội tuyển quốc gia đạt chức vô địch ở giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. "Mục tiêu của tôi sắp tới là cố gắng tập luyện thật tốt để lọt vào danh sách cuối cùng tham dự AFF Cup 2022. Tôi hy vọng sẽ được thi đấu chính thức và cùng đội bóng có được chức vô địch." Hậu vệ Sông Ngọc Đức đầu quân cho đội Công an Nhân dân.
Công an Nhân dân là tân binh của V-League bắt đầu từ mùa giải 2023. Vì thế đội bóng này đang chiêu mộ hàng loạt những hảo thủ từ khắp nơi để chuẩn bị cho năm đầu tiên góp mặt ở sân chơi chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng của đội này được biết sẽ là một chuyên gia người Argentina và sẽ sang Hà Nội trong thời gian tới để cùng đội chuẩn bị cho mùa giải mới đầy chông gai và thử thách. Trong số các cầu thủ đầu quân cho câu lạc bộ này có hậu vệ Sông Ngọc Đức, người từng có quãng thời gian khoác áo câu lạc bộ Hà Nội và gần nhất là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải vừa qua. Thực tế thì vợ con của Ngọc Đức hiện đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và anh vẫn muốn tiếp tục cống hiến và gắn bó với đội bóng này. Tuy nhiên, do câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thành lập hợp đồng với hầu hết cầu thủ, trong lúc những người có hợp đồng sẽ phải giảm từ 30-40% phí lót tay thì mới ký tiếp, nên Sầu Đức và những cầu thủ đã ra đi. Được biết, hợp đồng Sầu Đức ký với đội bóng Công an Nhân dân có thời hạn 2 năm. Trang hậu vệ sinh năm 1992 chia sẻ: "Về một đội bóng tân binh như Công an Nhân dân thực sự là một thách thức với bản thân tôi, bởi đây là đội bóng lần đầu có mặt ở sân chơi V-League nên chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tôi chấp nhận thử thách này và cảm thấy thích thú vì điều đó." Cuối cùng thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng lại hai tuyệt phẩm không tưởng cho trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Tô Hèn Bình Định ở chung kết quốc gia 2022 để khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội, trong nhiều trận đấu mà hàng công của câu lạc bộ Hà Nội khó khăn thì Thái Quý chính là cầu thủ đã lên tiếng. Và dứt điểm goal! Một tuyệt phẩm được vẽ ra trên sông Lầu Rẫy trong trận chung kết quốc gia năm 2022. Thật khó tin ở những thời khắc khó khăn như này thì Đoàn Văn Hồng đã lên tiếng. Đây chính là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cần, những fan hâm mộ của bóng đá Hà Nội cần. Bàn thắng quá đẹp, không biết nói gì để tả cái bàn thắng này nữa, thực sự là quá ấn tượng. Không thể tin được với pha lập công vừa rồi của Đoàn Văn Hậu, và có lẽ là kể từ thời điểm giải bóng đá giao hữu U19 quốc tế mà Đoàn Văn Hậu đã chơi trên sân Đồng Mỹ Đình, từ cú Trivela của anh thì bây giờ chúng ta mới được chứng kiến một pha bóng tương tự và đẹp mắt và hiệu quả đến như vậy. Nên nhớ đứng trong khung thành của Tô Hèn Bình Định là Đặng Văn Lâm, chứ không phải là một thủ môn nào khác cả. Đặng Văn Lâm đã phải bó tay vì cú dứt điểm vừa rồi. Có lẽ chính thủ thành của Tô Hèn Bình Định cũng không tin rằng là Đoàn Văn Hậu có thể tung ra một cú sút ở một cự ly như thế này. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Cú đá ghim thẳng vào góc chết, quan sát và tung ra một cú đá với quỹ đạo bay có thể nói là cực kỳ khó tin. Hãy cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa siêu phẩm đã giúp cho câu lạc bộ Hà Nội vươn lên ở trận chung kết của quốc gia. Nghiêm Xuân Tú đi bóng không thành công. Một cú đá từ rất xa hướng về khung thành của Văn Lâm. Siêu phẩm trên sân vận động Hàng Đẫy ngày hôm nay, bạn có thể tin được không? Hai bàn thắng đó là Trương Văn Thái Quý. Không thể tin được, không thể tin được với hai bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội. Đúng là không thể tin được. Một trận chung kết quá hay, không chỉ bởi những gì đang diễn ra trên sân. Đúng là hai bàn thắng mà chúng ta thực sự là rất ít thấy, rất ít ghi được chiêm ngưỡng. Một bàn thắng quá đẹp. Và một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh là thủ môn đang đứng trong khung thành đó là Đặng Văn Lâm. Thực sự là khó tin. Không ai có thể tin được điều này. Nếu như bàn thắng của Đoàn Văn Hậu đã mang lại cho chúng ta những cảm xúc khó tả, thì ở tình huống vừa rồi hãy xem cái cách mà Trương Văn Thái Quý đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm. Vừa đủ để vượt qua tầm khống chế của thủ môn này, với những bước lùi về cũng không hề chậm một chút nào. Đây là một trận chung kết và những bàn thắng như thế này xảy ra là điều cực kỳ hiếm gặp. Đó là một bàn thắng của sự khẳng định khi mà Hà Nội đã tiến gần hơn bao giờ hết tới cú đúp quân đội của họ.